Bạn gái của Black rất là hiểu cho cái việc mà Black làm cái ngành giải trí này á, là mình rất là dễ gặp rất là nhiều cô gái đẹp như là Khánh Vân nè, Bạn có thể bạn gái của Black cũng không có ghen trong cái vấn đề này lắm. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Nói chung là cái việc mà có được nhiều bạn khác giới thích nhạc của mình hơn đó là cái điều mà bất kỳ anh em rapper nào cũng muốn. Thì trên cái analyze của Facebook của Black Ca thì trước giờ á, thì Black thấy là tới 83% fan là nam lận. Wow. Thật sự không thể chấp nhận cái chuyện này. Và theo Vân được biết thì Black Ca cũng làm có bạn gái rồi đúng không? Có thể chia sẻ hơn sâu hơn một xíu về tình yêu của mình không? Thì Black Ca quen bạn gái của mình được 5 năm rồi. Thì là quen cũng lâu lắm rồi. Thì nói chung là được cái đó là bạn gái của Black rất là hiểu cho cái việc mà Black làm cái ngành giải trí này á, là mình rất là dễ gặp rất là nhiều cô gái đẹp như là Khánh Vân nè. Bạn có thể bạn gái của Black cũng không có ghen trong cái vấn đề này lắm. Bạn gái của mình cảm thấy như là mình không phải suy nghĩ quá nhiều, không quá đắn đo về nhiều thứ. Nói chung là vui thì sẽ nên kiếm đến nhau. Nghe nói vậy mình cảm thấy giống như là tính cách của hai người có bị ngược nhau. Chị Black Ca thì là một người rất là kiểu trầm tính, còn bạn thì lại là một cô gái rất là vui vẻ. Có thể nói vậy chứ là Black Ca với là bạn gái của Black thì hai người cùng sở thích với nhau, nhưng mà về cái tính cách là hoàn toàn khác biệt luôn. Tức là mình là một người rất là kỹ tính trong từng cái việc nhỏ nhất á, thì bạn gái mình lại hơi ngược lại xíu. Nhưng thực tế hơn là bạn gái mình là người giúp mình trong tất cả những việc, khiến cái sự mình nghĩ thôi biến thành hiện thực. Tức là mình chỉ nghĩ là mình muốn cái phòng này thật sạch sẽ, tự nhiên cái mọi thứ trở nên sạch sẽ. Là mình thấy vào lờ. Ví dụ như là hồi trước thì là tất cả thường ở trong underground, bây giờ là kiểu social hơn rất là nhiều, ra phía bên ngoài thì sẽ có nhiều cô gái thích hơn, rồi kiểu nhiều có sự quan tâm hơn, thì có sợ ảnh hưởng tới cái chuyện tình yêu của hai người? Được cái là Black Ca nghĩ là mình là một người rất là rõ ràng trong cái chuyện đó. Tức là mình là một cái mức độ cân bằng trong cái chuyện đó, như sự thế cũng như là việc phải nói chuyện với phái đẹp. Thì nói chung là mình luôn tìm cách để mà làm sao cho mà không có gây mất lòng ai, cũng như là không làm cho những người yêu thương mình phải có quá nhiều nghi vấn ở trong đầu. Mỗi lần mà giận hờn thì làm hại Nói chung là Black cũng rơi vô tình trạng như bao nhiêu anh chàng hết thôi. Thế là cái khi mà bạn gái của Black mà làm sai thì mình cũng phải nhận sai luôn. Có những cái lúc là cũng thiệt sự khó để mà giải thích cho cả mình có đúng hay không. Tại vì mình tìm cái việc đúng với phái đẹp là một cái điều không bao giờ xảy ra. Cho nên là mình cứ cố gắng là ok, nếu mà em nghĩ cái việc mà đẩy hết những cái lỗi lầm đó lên anh làm em thoải mái thì cứ chơi thôi. It's all good, anh nhận hết. Em vui là được. Cái đoạn này là cho CC Tết im lặng và lắng nghe nha. Tại vì cần rất là nhiều kinh nghiệm mới Black Ca. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt.